Hello, em có mang trong đài chuyện mai, cho kia nghe chưa? Chưa to vô luôn ấy. Bè. Xoay được này. Từ trước giờ không biết này. Thả xuống này. Đi vệ sinh này. Quá đẹp. Everybody. Chúng ta cho mèo ăn không? Nó cam nhá. Ta sẽ đi làm bánh này. Cho 4 khay được. Ok. Ồ, quá ngon đấy, được 4 chiếc rồi. Đó là mày gì là? Ta sẽ chơi mày ha. Keep me. 90 đô. Cho thằng đi vệ sinh. Đấy. Game này phải update thêm nhiều thứ bạn ơi, mình thấy hơi ít trò. Đấy, còn tiền thì không có nhiều chứ. 100 đô thì mình sẽ mua được nước cam là nước cam. Cái này cái gì? Và còn dành tiền để mà đi du lịch nữa. À, đây đây. Mini game này. Ảo. Ôi. Trong mặt thế. Ui, ăn được tiền này.
2 tiền à? Ôi trời mắc quá. Tiếp tục đợi ăn mình sẽ cho mèo chuột ăn. Thể thao tí nhỉ. Cho chuột đi ngủ đi, cần chơi game khác. Talking Smile. Đây à. Nhân vật chính của chúng ta đẩy lên mình được. Cái bàn này như kiểu là nước ấy. Thạch dẻo. Ủa, được tiền này. Và sẽ được ít 2 tiền nếu mà nào làm bạn em vui. Giờ sẽ đổi màu mắt đi cho nó. Ủa, 5.000 tiền đấy, tiền đâu. Ừ, 3.000 tiền. Vẫn thiếu tiền thì vẫn phải chơi tiếp. Ồ, cứ thế này mà cũng hay không. Game này vào cái đánh tọc này thôi. Chơi được tiền thôi. Hai tiền không? Trăm đô luôn đi. Mỏi tay lắm rồi. Đuổi đâu. Ui ghê thế. Đây là Poppy. Đây là một bạn chó nữa. Ui Pikachu này. It's beautiful. Chúng ta đã dùng hết tiền mình để mua Pikachu. Cho này ăn đi. Mệt quá. Chúng ta chỉ đến với Talking Pokemon. Ok. Tắm. Đứng đây. Mình chỉ tắm cho các bạn này. Bao giờ nó đầy vạch hình trái tim thì dù. Những nụ cười vui đang toát ra kìa. Đang toát ra kìa. Đó. Xong chưa?
Ok. Ok, đánh răng. Tắm này. À, đây đi vệ sinh này. Sợ thầy. Hết chỗ thì đi rồi. Kìa. Sẽ bị nghiêng màn hình này. Ủa. Đây quay trở về rồi. Chúng ta có rau, vịt, cá. Hai mươi tám nghìn thì một nghìn coi hấp dẫn đấy. Ok, Talking Pigeon. Ok, đây chính là cái nhân vật của chúng ta đó, các bạn. Cậu bé bút chì sao ấy. Để tí đi search lại xem đúng không. Đây là bốn vệ sinh rồi. Đây cái gì đây. Tiền là 12.000. Xeo ọp luôn à. Còn đi mua không nhỉ. Còn đi mua không nhỉ. Level 12. Tắm ra. Đồ ăn đã hết. Chơi cái game này mình còn phải bỏ tiền để mua. Mua coin, mua vàng này. Rất là tốn. Game Pet Show là game gì? Cũng là một game hay đấy. Vút về. Chơi đàn nhé, cho các bạn chơi đàn này đâu. Ôi. Đây, đây này, đây mới là những... Không chơi được, khó quá. My Tom. Ok, My Tom. Trống rồi.
trống này rất là khỏe đấy, đánh mãi không học. Em mua thêm một ít đồ ăn nhé. Mình sẽ mua cái loại hảo hạng hơn. Nấm này, pizza. Đây, chúng ta đi cho Tom ăn Jerry sushi pizza. Rồi, thôi ăn nó cái trái này, này. Ngủ nhá. Black Nicky Smop. Ủa? À, đập con chuột chuối này. Nhà to thế. Quá trừ hết luôn. Đập sai và trừ hết luôn. Reset luôn. To check. Thêm game Black Nicky mới sau này mình vừa nhìn thấy được. Chuẩn bị chơi xong là phải tải luôn. Rồi chúng ta sẽ chơi bu bu. Đèn đâu ấy? Đêm. Ui, trong game hiện tại là đêm rồi. Sáng rồi nè. Đói bụng rồi. Bây giờ sẽ là chơi. Nó quay được một cái đuôi gà. Chơi mini game Operation. Google Health Cream. Tuyệt vời luôn. Lộn. Thất bại. Ít nhà xuống game này cũng nhiều game hay đấy. Mình chơi sau với cái đau bụng. Đi bác sĩ thôi. Cái hoa này, hoa loa kèn này thì mình có đây. Hôm
làm sao để chữa nhỉ? À đây đây đây, cho mù mù đây. Xoa cho cái bạn này. Rồi. Chúng ta lại phải vẽ đường cái viên thuốc này. À, cho viên thuốc nó đi đến những cái chỗ có bị đau này. Rất là lằng ngoằng ạ. Ok. Cho King Tom Red. Go. Này có nhạc không? Có nhạc trong game luôn này. Chơi game nào vậy? Bobo. Gọi là game cuối cùng. Ui giời, cái bạn này thì vô đuối rồi, bạn này thì ăn chả thèm ăn luôn. Chỉ cần đi ngủ thôi. Rồi sao nữa? Chả kích được đâu nữa này. Cái này buồn cười nhỉ. Không kích được nữa.